Hướng đến mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2022, Đảng bộ xã Ninh An đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra các nhóm giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng đến công tác giảm nghèo, từng bước nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân. Để thực hiện được nhiệm vụ này, Đảng bộ xã đã giao trách nhiệm cho đội ngũ cấp ủy cơ sở trực tiếp rà soát, giúp đỡ để các hộ thoát nghèo bền vững. Là xóm có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhất của xã, hiện toàn xóm Gòi chỉ còn một hộ nghèo. Đây là kết quả của việc nhiều năm qua, cấp ủy chi bộ luôn quan tâm tìm hướng giúp người dân, nhất là hộ nghèo phát triển kinh tế, có việc làm, đời sống ổn định. Ông Hoàng Đình Hiền, bí thư chi bộ xóm cũng là giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Đông Trang, luôn đau đáu trong việc tìm hiểu, đưa về nhiều giống lúa mới để gieo cấy, giúp nâng cao thu nhập cho người dân. Năm nay, ông đã vận động bà con mạnh dạn trồng thử nghiệm 10 mẫu lúa ST25. Đây là giống lúa cho năng suất, giá trị kinh tế cao hơn so với các loại giống khác. Đây cũng là một trong những giải pháp giúp người dân thoát nghèo hiệu quả. Với đặc thù thì địa phương là một đơn vị thuần nông, vì vậy cho nên là chúng tôi cũng xác định sản xuất nông nghiệp vẫn là cái chính. Chúng tôi cũng thường xuyên đưa về các cái giống mới có năng suất chất lượng để đưa về cho bà con sản xuất. Bên cạnh đó thì những cái ngày tháng mà nông nhàn ấy thì cũng vận động bà con là đi làm ăn kinh tế, là phục vụ cho các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị mà lân cận tại địa bàn đây để tăng cái thu nhập của hộ lên. Chi hội đoàn thể có những cái nguồn vốn để cho vay đối với từng hộ. Nhìn ngôi nhà khang trang này, ít ai có thể nghĩ mới chỉ 2 năm trước thôi, gia đình bà Điền Thị Khuyên lại là hộ nghèo của xã. Do sức khỏe yếu, con cái còn nhỏ nên cuộc sống của ông bà hồi ấy còn nhiều khó khăn. Nhà dột nát nhưng vẫn không có tiền xây sửa. Với sự tận tình giúp đỡ của cấp ủy, chi bộ, chi hội phụ nữ xóm, gia đình bà đã từng bước thoát nghèo. Cấp ủy chi bộ đã quan tâm đến gia đình chúng tôi, tạo điều kiện để chúng tôi vay vốn được hai lần vay để phát triển kinh doanh. Còn chúng tôi đã phấn đấu, đã làm ăn được, nhà nước hỗ trợ thêm để làm được gian cửa gian nhà. Bây giờ cũng đã khang trang sạch sẽ thì chúng tôi rất là cảm ơn. Với sự sâu sát của đội ngũ cấp ủy ở cơ sở, không chỉ công tác rà soát, bình xét hộ nghèo được công khai, chính xác, mà việc xác định giải pháp giúp đỡ hộ nghèo cũng được triển khai thực hiện hiệu quả. Trên cơ sở xác định rõ nguyên nhân nghèo, cấp ủy chi bộ ở đây còn dựa vào lợi thế của từng địa bàn để có cách thức giúp đỡ phù hợp. Trong ban chi ủy thì chúng tôi phân công từng đồng chí một, thế và cũng kết hợp với lại các chi hội đoàn thể tìm hiểu cho họ nghèo từ đâu. Từ đó mình có cái biện pháp tác động vào, tạo việc làm, thế rồi là hướng dẫn cho họ cách làm kinh tế, đấy, để rồi theo dõi họ, giúp đỡ họ để họ thoát nghèo bền vững. Thường vụ Đảng ủy cũng như là ban chấp hành Đảng ủy chỉ đạo các cấp ủy là thực sự quan tâm đến các cái gia đình hộ nghèo trong cái đơn vị của mình, và chỉ đạo lãnh đạo các cái đoàn thể cũng như là các đồng chí đảng viên phụ trách từng gia đình hộ nghèo để giúp đỡ và có những cái hỗ trợ về phát triển kinh tế, nhà ở. Thế nên là cái năm vừa qua các cái hộ nghèo đã giảm rõ rệt. Hiện tổng dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Ninh An là trên 15 tỷ đồng, với gần 590 hộ vay. Với sự giúp đỡ của các chi bộ, các chi hội đoàn thể, các hộ nghèo đều sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích và thoát nghèo bền vững. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 1,29%, giảm 19 hộ so với năm 2020. Xã đang phấn đấu tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo trong thời gian tới, góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập và đời sống cho nhân dân.